Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá sầu riêng lúc sáng sớm ngày 8 tháng 9 năm 2023 ghi nhận giá vẫn đang đi ngang và không có nhiều biến động. Tại khu vực miền Tây, ri 6 hàng đẹp vẫn là 55.000 tới 59.000. Ri 6 mua xô từ 45.000 tới 52.000 đồng. Sầu riêng Thái hàng đẹp là từ 80.000 tới 85.000 đồng. Sầu riêng Thái mua xô là từ 70.000 tới 78.000 đồng. Ở khu vực miền Đông, ri 6 hàng đẹp từ 55.000 tới 58.000. Ri 6 mua xô từ 45.000 tới 50.000 đồng. Sầu riêng Thái hàng đẹp từ 80.000 tới 85.000 đồng. Sầu riêng Thái mua xô từ 70 tới 78.000 đồng. Giá sầu riêng tại khu vực Tây Nguyên, ri 6 hàng đẹp từ 55.000 tới 58.000. Ri 6 mua xô từ 45.000 tới 50.000 đồng. Sầu riêng Thái hàng đẹp từ 80.000 đến 85.000. Sầu riêng Thái mua xô từ 70 đến 78.000. Giá tại các khu vực hiện nay cũng không có nhiều sự chênh lệch. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phucanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.